Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, phải nói rằng người Việt Nam của chúng ta từ xưa cho đến bây giờ đều có những cái ước mơ, đều có những cái hoài bão một lần được đặt chân lên đất nước Mỹ anh chị. Có thể nói rằng Mỹ luôn nằm trong danh sách những quốc gia ở top đầu của thế giới, có nền kinh tế và văn hóa phát triển cực kỳ tốt. Chắc có lẽ chúng ta cũng biết rõ là khoảng tầm 30 năm trước thôi, thì ở tại Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là miền Tây và những cái tỉnh thành, thì khi mà gia đình có một người con sinh sống và làm việc tại Mỹ, thì phải nói cả gia đình, cả họ hàng, thậm chí là tiếng tăm nó còn lừng lẫy ở cả một cái thôn xã luôn anh chị. Có một người con sinh sống và làm việc tại Mỹ thôi. Cho nên chúng ta biết rằng Mỹ luôn luôn nằm trong danh sách top các quốc gia có nền kinh tế và văn hóa phát triển cực kỳ tốt. Chính vì thế cho nên không những người Việt Nam của chúng ta mà những người dân sinh sống ở các nước trên thế giới, họ cũng luôn ưu tiên chọn Mỹ là nơi mà định cư, học tập và làm việc, rất là lý tưởng anh chị. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thì bây giờ cũng đặt một câu hỏi, liệu rằng Mỹ có phải là thiên đường hay không? Mỹ có phải là giấc mơ đích thực mà tất cả người Việt Nam của chúng ta muốn hướng đến hay không anh chị? Ngày nay thì có rất nhiều người lại không chọn Mỹ anh chị, không chọn Mỹ để định cư, để du học luôn. Nhưng mà họ chọn Canada, họ chọn Australia, hoặc là họ chọn một số quốc gia nằm ở vùng châu Âu, vùng Bắc Âu. Thật sự mà nói như vậy anh chị, ngày xưa 20, 30 năm trước thì Mỹ luôn ưu tiên là số 1. Vậy lý do vì sao mà ngày nay nhiều người là chọn định cư ở Canada hoặc Úc hoặc là một số quốc gia khác mà người ta giảm dần cái việc định cư tại Mỹ? Và chắc hẳn ai cũng biết Mỹ là một cường quốc về kinh tế, với cái chế độ an sinh, chế độ phúc lợi, rồi các cái chế độ khác, đặc biệt là quyền tự do, quyền công dân rất là cao, phải nói luôn thuộc top quốc gia đứng đầu trên toàn cầu anh chị. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn của chúng ta thì phải nói rất đông bà con, từ thứ hai cho đến thứ sáu buổi sáng cũng như buổi chiều, hàng trăm người xếp hàng để mà chờ đến cái lượt phỏng vấn để xin được cái visa, cho dù đó là visa du lịch, visa thăm thân nhân hay là các cái visa khác, du học, lao động hay là định cư chẳng hạn vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ngay chỗ đại sứ quán, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn đó, thì phải nói luôn luôn ở trong một cái tình trạng quá tải. Phải nói là quá tải luôn anh chị. Quá tải người để mà chờ xin được cái tấm visa. Người ta gọi là hộ chiếu quyền lực anh chị. Hộ chiếu quyền lực, tất nhiên là hộ chiếu của Mỹ không phải là hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Nhưng mà nhìn nguyễn hộ chiếu của Mỹ thì đó cũng thể hiện một sức mạnh gì đó mà nó có thể nói là vô hình. Và chúng ta cũng biết rằng trước đây có những cái báo cáo cho thấy là cái lượng người mình nhập cư vào Mỹ nhiều nhất á, là người Mexico, đã chiếm đến khoảng 30%, 25-30% nhập cư vào Mỹ. Và vị trí xếp thứ hai là Philippines anh chị, rồi Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam mình cũng nhiều. Cho nên cái vấn đề đầu tiên mà người Việt Nam của chúng ta quan tâm nhất khi mà có ý định đặt một cái bước chân lên Mỹ á, thật sự mà nói thì Tường Vũ Channel cũng không có hiểu rõ cái cuộc sống cũng như là cái quy định pháp luật ở Mỹ như thế nào. Nhưng mà Tường Vũ Channel cũng có nhận được rất là nhiều cái lời chia sẻ
của một số anh chị là Việt Kiều sinh sống và làm việc ở Mỹ, đặc biệt là những chú đã lớn tuổi quay trở về Việt Nam, có chia sẻ rằng khi mà chúng ta đến Mỹ với một cái nền kinh tế gọi là siêu hùng mạnh, chính vì vậy cho nên Mỹ sẽ tạo ra cho chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam, có tính chịu khó làm ăn, thì Mỹ sẽ tạo cho con người Việt Nam của chúng ta một cái môi trường, một cái cơ hội làm việc thật là tuyệt vời, một cơ hội kiếm tiền, một cơ hội mà chúng ta có thể mang lại cái nguồn thu nhập rất là lớn, rất là khá luôn chị. Đặc biệt là người Việt của chúng ta sang Mỹ đa số là bà con sinh sống và làm việc bằng nghề làm nail, nghề làm chăm sóc sắc đẹp, tuyệt vời. Và hơn nữa là khi mà chúng ta có được một cái visa của xứ sở cờ hoa, đó là chúng ta có thể nhận thấy rõ cái quyền bình đẳng cũng như là cái sự tự do ở tại Mỹ. Đây là một trong những cái lý do mà khiến cho nhiều người Việt của chúng ta cũng mong chờ được định cư tại Mỹ anh chị. Hôm trước có một chú Việt Kiều về hưu gần 70 tuổi rồi, 68, 69 tuổi rồi, cũng chia sẻ với Tường Vũ Channel là ở tại Mỹ đó thì cái quyền con người luôn là quyền được đề cao nhất. Tức là mọi công dân đều có một cái quyền bình đẳng, và mọi công dân ở tại Mỹ đều được đối xử một cách công bằng như nhau. Cho dù người đó là người nhập cư hay là người bản địa đi chăng nữa cũng vậy anh chị, vẫn có cái quyền bình đẳng như nhau. Cho nên anh chị biết rằng là càng ngày sau khi mà chúng ta kết thúc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thì phải nói tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn của chúng ta, số 4 Lê Duẩn, bên tay phải màn hình của chúng ta đó, thì phải nói là rất đông người xếp hàng để mà chờ xin visa, dẫn đến quá tải luôn chị, quá tải người Việt của chúng ta xin đi Mỹ. Thật sự mà nói như vậy anh chị, quá tải người Việt của chúng ta xin đi Mỹ, trẻ tuổi có, trung niên có, già có luôn anh chị, với rất nhiều cái mục tiêu, rất nhiều cái định hướng khác nhau, nhưng mà phải nói là người Việt của chúng ta xếp hàng chờ xin được đi Mỹ có thể nói là quá tải. Ngày càng nhiều người Việt định cư ở Mỹ vì họ đang mong muốn những người con của mình, những người cháu của mình, những người em của mình, những người họ hàng của mình có những cái tương lai tốt đẹp nhất. Cho nên chúng ta thấy rằng ở phía trước lãnh Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tại Sài Gòn luôn trong tình trạng quá tải như thế này anh chị. Quá tải xin visa đủ diện luôn, đi lao động, đi học tập, đi định cư, đi dạng hôn thê, đủ loại luôn anh chị. Đó, thầy chùa thầy tu thì cũng xin visa đi Mỹ luôn nè. Cho nên phải nói rằng là để mà có được một cái visa đi vào Mỹ, đó là niềm hạnh phúc. Và chắc hẳn những hàng trăm người đứng ở đây để mà chờ đến cái giờ vào xin visa thì chắc hẳn ai cũng mang một tâm trạng lo âu rất là nhiều. Và tất nhiên thì trong đầu ai cũng mong muốn là có được một cái sự chấp thuận cấp visa của nhân viên lãnh sự quán Mỹ. Cho nên chúng ta hiểu vì sao, lý do vì sao mà người Việt lại thích đi Mỹ đến như vậy anh chị. Tất nhiên ngày nay thì vẫn còn rất nhiều người thích đi Mỹ. Ngay cả Tường Vũ Channel cũng không phải là ngoại lệ, cũng ao ước được đi Mỹ, ao ước sinh sống ở tại Mỹ. Tất nhiên thì ai con người chúng ta cũng chọn một cái môi trường tốt đẹp, đó là sự thật thôi, không có gì phải giấu giếm anh chị. Cho nên chúng ta biết rằng với nền kinh tế phát triển cao thì Mỹ cũng là một trong những quốc gia mà có cái nền y tế cũng xếp loại là hàng đầu thế giới luôn. Rất nhiều cơ sở vật chất hoàn thiện rồi, chế độ này kia. Tất nhiên ở đâu thì chúng ta cũng có những quy định riêng, có những áp lực riêng như vậy.
Đặc biệt là y tế bên nước ngoài người ta cũng dường như là không phân biệt người giàu hay là người nghèo. Khi mà chúng ta đã đóng đủ bảo hiểm thì tất nhiên chúng ta vào bệnh viện sẽ được các bác sĩ, nhân viên y tế đối xử như nhau. Đó là chúng ta đóng đủ bảo hiểm nha. Đã có rất nhiều kiều bào sau khi mà chọn Việt Nam để mà về hưởng hương thì về được 6 cho đến 10 tháng thôi, chưa đến 1 năm đâu anh chị, lại hối hận và xin quay trở về Mỹ. Có nhiều trường hợp như vậy luôn anh chị. Và tất nhiên thì có nhiều lý do để mà người Việt của chúng ta chọn định cư ở Mỹ. Đó là về hệ thống giao thông. Phải nói hệ thống giao thông bên Mỹ cũng rất là hiện đại. Người dân tại Mỹ họ cũng có ý thức chấp hành luật lệ giao thông, phải nói là cực kỳ tốt. Mình không phải là khen hay là nịnh bợ đâu anh chị nha. Đây là những lời chia sẻ của nhiều anh chị Việt kiều bên Mỹ. Cũng như là mình tìm hiểu thông tin thì thấy rằng hệ thống giao thông ở tại Mỹ đó nó rất là hiện đại. Và đặc biệt là người dân tại Mỹ họ cũng có ý thức chấp hành luật lệ giao thông quá tốt. Phải dùng là một từ quá tốt. Do đó khi mà chúng ta định cư tại Mỹ, chúng ta cũng sẽ cảm thấy thật sự là an tâm khi mà tham gia giao thông anh chị. Cho nên những anh chị Việt kiều mà khoảng tầm 20-30 năm mà chưa về Sài Gòn đó, mà bây giờ về Sài Gòn thì chắc chắn là anh chị đi xe, đặc biệt là xe máy ở tại Sài Gòn, anh chị ngồi phía sau anh chị rung bầm bập luôn, rung bầm bập. Nhiều khi hả ngồi phía sau là co cái đầu gối là sợ sợ xe máy bên cạnh nó tán vào, tại vì cái khoảng cách nó quá gần đi anh chị. Tất nhiên thì chúng ta ở đâu chúng ta quen đó thôi. Và phải nói hệ thống giao thông ở tại Mỹ là một trong những cái hệ thống hiện đại luôn, phải nói là hiện đại. Tất nhiên thì chúng ta cũng phải kể tới cái yếu tố vì sao mà khiến cho người Việt là thích định cư tại Mỹ. Ở đây là có thể nói là môi trường văn hóa rồi thiên nhiên. Phải nói nhìn bà con người Việt của chúng ta xếp hàng dài rồng rắn lên mây, hàng trăm người ở phía trước tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn thì chúng ta thấy rằng là phải nói một sự quá tải luôn, quá tải người Việt xin đi Mỹ. Nhiều người nhập cư đến Mỹ người ta cũng đánh giá rất là cao về cái môi trường xanh sạch lành mạnh cũng như về an toàn thực phẩm thì phải nói đặt lên hàng đầu. Cho nên những cái lý do đó mà khiến cho người Việt của chúng ta khi mà định cư tại Mỹ cảm thấy không có gì phải quá lo lắng về sức khỏe cũng như là sinh hoạt. Một cái môi trường xanh sạch an toàn về thực phẩm thì tất nhiên là chúng ta phải đảm bảo sức khỏe rồi. Thiên nhiên rất là phong phú tại Mỹ cũng mang đến cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu hơn. Đó là chưa kể là phúc lợi anh chị. Phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để mà giúp cho người Việt của chúng ta có một cái định hướng rất là lớn, mong muốn có một giấc mơ đến Mỹ. Theo như hôm trước cũng có một một anh ở bên Việt kiều Mỹ đó cũng có chia sẻ rằng là khi mà người Việt của chúng ta làm việc tại Mỹ mà chỉ cần đóng bảo hiểm ít nhất là 10 năm hay là 12 năm gì đó thì tất nhiên sẽ nhanh chóng nhận được những cái khoản trợ cấp khi về hưu của chị. Không biết có đúng hay không thì anh chị nào đang sinh sống ở bên Mỹ thì nếu mà sai thì vui lòng cho Tường Vũ Channel một cái ý kiến xem có đúng như vậy không. Tức là sinh sống và làm việc tại Mỹ và đóng bảo hiểm ít nhất là 10 đến 12 năm trở lên đó thì sẽ có được những cái chế độ về trợ cấp khi về hưu.
Cho nên chúng ta thấy là ở tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại Sài Gòn của chúng ta thì phải nói khi mà thấy nhiều người xếp hàng chờ xin được đi Mỹ như vậy thì cho thấy rằng là cái giấc mơ Mỹ đối với người Việt của chúng ta nó vẫn rất là lớn, nhu cầu vẫn rất là cao luôn anh chị. Tất nhiên thì khi mà chúng ta làm việc tại Mỹ, chúng ta phải đóng thuế đầy đủ, phải có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm rất là đầy đủ luôn thì chúng ta mới hưởng được những cái khoản phúc lợi xã hội cũng như là chúng ta nhận được những cái lợi ích tuyệt vời khi mà định cư ở Mỹ anh chị, chứ không phải chúng ta đi làm chui đi làm mà không đóng thuế thì dĩ nhiên chúng ta không có được những cái khoản phúc lợi xã hội thôi. Ở Việt Nam cũng vậy thôi, chúng ta đi làm ở tại công sở, cơ quan nhà nước, công ty chúng ta cũng phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi sau này thất nghiệp chúng ta được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tất nhiên ở quốc gia nào nó cũng vậy, chứ không phải chúng ta làm trốn thuế, làm việc tự do mà đòi hưởng các chế độ thì không có rồi. Thì tại Mỹ cũng vậy thôi anh chị. Tại Mỹ thì chúng ta cũng được hưởng những cái tiền dưỡng lão, rồi tiền về hưu, tiền phúc lợi y tế, tiền cho người tàn tật. Ngay cả những khoản trợ cấp xã hội thất nghiệp trong thời gian từ 6 cho đến 9 tháng. Rồi các cái phần mà trợ cấp về lương thực thực phẩm cùng các cái dịch vụ y tế cho những phụ nữ mang thai, những phụ nữ không có chồng rồi trẻ em anh chị. Rất là nhiều khoản phúc lợi xã hội, tiền bồi thường tổn thất nếu như bị tai nạn nghề nghiệp rồi rất là nhiều luôn anh chị. Tất nhiên thì chúng ta cũng biết rõ là khi định cư ở Mỹ chúng ta cũng có rất nhiều cái khó khăn. Có nhiều khó khăn khi định cư tại Mỹ anh chị. Để mà hòa nhập một cái đất nước nó khác lạ với Việt Nam của chúng ta. Về văn hóa, ngôn ngữ, rất là nhiều cái rào cản để cho người Việt của chúng ta sớm được hòa nhập với cộng đồng ở tại Mỹ anh chị. Hòa nhập một cái môi trường sống tại đây cũng phải cần cái thời gian và chúng ta cũng phải chịu khó vượt qua những cái khó khăn. Đặc biệt là cái rào cản lớn nhất đó là về ngôn ngữ. Tiếng Anh chúng ta phải biết giao tiếp cơ bản. Rồi chúng ta còn phải hiểu những cái luật lệ quy định pháp luật ở Mỹ nữa. Và điều quan trọng nhất đó là cái văn hóa của Mỹ nó rất khác biệt anh chị. Văn hóa của phương Tây mà nó rất khác với văn hóa của Á Đông chúng ta. Người phương Tây thì người ta cởi mở hơn, thoải mái hơn. Trong khi người Việt của chúng ta thì anh chị biết rồi. Có vẻ nó gì đó nó còn nghiêng về gia đình hơn, khép kín hơn anh chị. Cho nên chúng ta khi mà định cư tại Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn anh chị trong cái thời gian đầu tiên. Mặc dù có những khó khăn và có những thuận lợi, tuy nhiên giấc mơ Mỹ cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể nào làm phai mờ đi cái ý chí của người Việt Nam của chúng ta khi mà luôn luôn mong chờ được cái tấm visa để bước chân vào Mỹ chị. Hôm nay thì Tường Vũ Channel chia sẻ một vài hình ảnh ở tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn. Và có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.